Xin chào anh Bùi Văn Thanh ở Bắc Cạn và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test cái bộ sản phẩm 2 mic không dây màu bạc xanh cho anh Thanh. Thì hiện tại cái bộ 2 mic không dây màu bạc xanh này bên em đang bán là 545.000. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendo Shopee. Bên mình có shop tên là Linh Kiện 789. Các bạn vào đó đặt hàng. Thì đối với mic này nó sử dụng 2 pin con thỏ, hay còn gọi là 2 pin AA. Tần số là UHF, tần số cố định. Và khi các bạn mua sản phẩm, nó sẽ có bao gồm là 2 tay mic, một mạch thu dành cho 2 mic. Và bên mình có tặng kèm một cái rắc cắm đơn 5 chân để các bạn về kết nối tín hiệu và kết nối nguồn. Ngoài ra thì anh có đặt hàng bên em một cái mạch led nháy theo nhạc V3. Cái này bên em đang bán là 150.000. Thì hiện tại cái mạch này bên em đã có video test hàng rồi, thế nên là trong video này em sẽ không test lại nữa. Và cái mạch của anh nó có cái ký hiệu là A57. Đó, anh có thể tìm video để xem qua video test hàng. Nó đã được test rồi. Rồi, tập trung vào đây chúng ta sẽ test cái mạch mic. Bật lên này, thì ở trên đây cũng có hai màn hình nó sáng như thế này. Thì hai cái màn hình nó này nó sáng á, nó chỉ mang cái nhiệm vụ là cho chúng ta biết được là bật nguồn thôi, chứ nó cũng không thể thay đổi thông số trên đây được, vì là tần số cố định mà. Đó, dưới đây cũng có hai bóng đèn sáng báo hiệu là nó đã kết nối được với cái mạch này rồi. Bây giờ em tắt đi nhá, tắt một bóng này đó. Bây giờ em test sản phẩm. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là cả hai tay mic đều hoạt động rất tốt. Cuối cùng thì em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh. Đối với bộ mic này thì các bạn yên tâm, chúng ta có thể lắp đặt được vào tất cả các thiết bị gì mà có lỗ cắm mic đều có thể lắp đặt được vào. Kể cả loa kéo cho đến vang số, vang cơ, rồi âm ly, rồi bất cứ một cái gì mà có lỗ cắm mic đều có thể dựng được. Đầu tiên thì sẽ cho anh xem cái ký hiệu của cái mạch thu này. Tiếp theo là ký hiệu của hai tay mic. Và như vậy là xin cảm ơn anh Bùi Văn Thanh đã tin tưởng và sử dụng các cái sản phẩm của bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.